đây thì em cũng có hai bạn trai. Hai bạn là con trai? Dạ, xong rồi sau này em có yêu đơn phương thôi, một bạn nữ. Là em có một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn lưỡng cực. Và cái bệnh đó nó theo em nhiều năm tháng và nó cũng rối loạn lưỡng cực là sao? Nó là một dạng bệnh đó, là liên quan đến sức khỏe tâm thần đó chị. Con cũng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui đó chị. Chị, rồi sao giọng nữ tính vậy cưng? Dạ em cơ thể sinh học thì vẫn là nữ. Và về suy nghĩ tư duy thì theo xu hướng nam giới. À rồi hiểu rồi, tạm thời hiểu nha. Dạ. Cái gì mình không hiểu tới đâu mình hỏi tới đó nha. Dạ. Hôm nay đã đến đây rồi là chia sẻ không có gì ngại ngùng hết. Trước tiên em giới thiệu về bản thân mình trước đi nè. Xin chào chị và xin chào tất cả khán giả truyền hình. Tên đầy đủ là Nguyễn Lê Yêu Thương, sinh năm 79. Hiện giờ thì em đang làm về đầu tư. Đầu tư cái gì? Dạ em đầu tư tài chính. Em làm trong lĩnh vực đầu tư công nghệ 4.0, các loại về trong lĩnh vực tiền điện tử. Rồi hiểu luôn, biết luôn, tôi có chơi luôn, tôi biết luôn. Dạ. Rồi còn gì nữa? Quê quán? Em sinh ra ở Sài Gòn. Bố thì quê ở Nam Định, còn mẹ thì Cà Mau. Bố mẹ đang ở nhà ở quận 4. Còn em thì em hiện giờ em đang sinh sống cùng với một số bạn, người bạn ở bên Tân Phú. Bạn mà để làm ăn chung với mình đó hả? Dạ, những người bạn đồng đội. Trước mắt tới đó trước đi nha. Dạ. Mời em gái bên đây. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn đối diện, với lại em chào mọi người. Rồi. Em là Lữ Thị Vân. Lữ Thị Vân. Dạ, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em vào trong Bình Dương lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi chị. Tại em vô đại học, đại học 4 năm, xong rồi em về nhà được năm hơn gì đó, xong rồi em lại quay vô đây làm. Rồi, thế thì em đang hiện tại là em đang ở với ai? Dạ, em đang ở mình. Ở một mình? Dạ. Ở Bình Dương. Ví dụ bây giờ điều kiện về một cái hoàn cảnh như đó, ví dụ mình lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc, nếu mà có người giới thiệu được cho mình công việc ổn định hay là mình xin được cái việc ổn định phù hợp với mình thì em có đi không? Chắc có chị. Chắc có. Trước đây thì em cũng có hai bạn trai. Hai bạn là con trai? Dạ, xong rồi sau này em có yêu đơn phương thôi, một bạn nữ. Đang quen hai bạn trai, tự nhiên lý do gì tự nhiên lại chuyển qua yêu đơn phương bạn ý nữ? Là kết thúc hai mối tình đó rồi. Đúng rồi, nhưng mà tự nhiên tại sao là đang quen con trai mà lại có cái có nghĩa là các bạn trai đó làm cái gì em, làm cho em hụt hẫng tan vỡ? Không chị. Hay là vì lý do gì mà tự đang yêu đàn ông mà chuyển qua yêu phụ nữ, ý chị là như vậy? Em thì vẫn tin vào tình yêu, ý là quen hai người đó thì người thứ nhất là lúc hồi còn đi học hồi cấp 3, mối tình đầu á, xong rồi sau em lên học đại học cũng có một mối tình. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân hay là sau này gắn bó gì hết. Xong rồi sau này em học xong rồi về nhà một thời gian em vô đây làm lại. Cái vô trong chỗ làm của em có gặp một bạn nữ. Một bạn nữ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà yêu đơn phương thôi. Xong rồi em gặp bạn đó xong là em thay đổi hoàn toàn luôn. Sao em biết là em yêu? Ý là rung động y như là mối tình đầu á. Em muốn sau này nếu như mà em kết hôn hoặc em gắn bó, tìm người gắn bó với mình, tới sau này em sẽ tìm một người như vậy. Mà em có thổ lộ với bạn đó? Bạn đó không đồng ý, với lại bạn đó có người yêu rồi. Người yêu bạn đó là trai hay là gái? Con gái. Bạn đó cũng là trong giới, trong cộng đồng LGBT luôn. Dạ. Nhưng mà từ chối em tại vì có người khác. Dạ, tại vì có người yêu rồi. Và từ đó về sau là em xác định rõ cái cái giới tính của mình. Nhưng mà sau đó từ đó đến giờ em đã có quen một người nào trong cộng đồng của mình chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa luôn. Nhưng mà sau cái lần mà đơn phương với cô đó rồi, có cái cảm xúc với một bạn nam nào khác nữa không? Dạ không. Từ đó đến nay bao nhiêu lâu rồi? 1-2 năm. 1-2 năm là em muốn gắn bó một với cái bạn đồng giới với mình. Dạ. Chứ không muốn một bạn nam nữa. Dạ. Nhưng mà chị vẫn chưa hiểu được cái lý do, cái nguyên nhân là tại sao. Có nghĩa là tại vì em phát hiện ra là mình có cái cảm xúc nhiều với cái người đồng giới hơn. Dạ đúng rồi chị. Rồi quay lại hỏi em chút xíu, nghe câu chuyện tình yêu của tình trường của bạn đó rồi ha. Dạ. Có vậy thì em thì sao? Em là như trong cộng đồng LGBT của mình thì gọi cái mối quan hệ như hai em đây nè, ví dụ mà kết đôi với nhau nè, thì họ gọi là như thế nào? Tức là cơ thể sinh học em vẫn là nữ. Rồi chị hiểu rồi.
Nhưng mà em thì không có, cũng hiện giờ em cũng chưa có ý định là mình sẽ phải phẫu thuật giới tính gì cả. Nhưng mà trong tư duy thì em xu hướng là nam. Thì trong đối với cái trường hợp như em với có thể là với bạn á, thì trong cộng đồng thì họ gọi là mối quan hệ dị tính. Tại vì em là nam và thích một bạn nữ, vẫn thích một bạn nữ thì gọi là dị tính. Dị tính. Dạ, còn nếu mà cùng giới thì gọi là đồng tính. Ủa thì em với bạn này cũng đều là nữ, là cùng giới mà. Dạ, nhưng mà trong cái xu hướng về suy nghĩ, tư duy của em là em là nam, bên này là nữ, cho nên gọi là dị tính. Dạ, vẫn là dị tính. Còn khi nào hai người vẫn quen nhau mà hai người đều là nữ hết thì mới gọi là đồng tính. Dạ đúng rồi. Hiểu rồi. Tư duy của em là nam. Dạ. Nhưng mà từ xưa đến giờ giống như cô này nhỏ lớn là cổ có yêu hai người đàn ông rồi. Dạ. Thế em có bây giờ thích trai chưa, mê trai chưa? Câu chuyện của bạn cũng rất là thú vị. Tại vì tương đồng với em thì em có một cái cột mốc là cách đây 3 năm. Thì trước cái thời gian 3 năm á, tức là năm 2017 á, thì em quen các bạn trai. Và trong cái thời em lúc trẻ hơn bây giờ thì em quen rất là nhiều bạn nam. Và trong đó là cũng có hai mối tình cũng có thể gọi là có một cái tình cảm sâu sắc. Nhưng mà sau đó đến cách đây 3 năm thì năm 2017 thì em gặp một cái người bạn nữ. Thì có một cái người bạn đó có thể nói là đã giúp cho em nhận ra cái giới tính của em lúc đó. Từ sau đó thì em thay đổi. Và sau bạn đó thì em có quen một bạn nữa, thì một bạn nữ nữa. Thì trong khoảng là gần một năm, cái quá trình của em á là em cảm thấy mình rất là một cái câu chuyện khá là cảm hứng. Tại vì khi mà chia sẻ với cộng đồng á thì hầu hết mọi người nhận ra mình từ rất là sớm. Nhưng mà với em á thì mãi đến năm 2017 em mới nhận ra giới tính của mình. Và em chuyển đổi từ một cái người nữ vẫn mặc áo đầm, vẫn để tóc dài. Nhưng mà hồi xưa áo đầm để tóc dài. Dạ. Và từ từng bước thì em chuyển đổi qua cái hình dáng, cái cách trang phục ăn mặc như bây giờ. Và em cảm thấy là hạnh phúc vì cái sự nhận ra đó. Dạ đúng rồi, có thể là em ở một cái độ tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Cho nên khi mà em phát hiện ra giới tính của mình thì em thể hiện bản thân mình khá là nhanh. Và cũng chia sẻ với gia đình về cái sự thay đổi của mình. Và em rất là hạnh phúc với những gì mà em đang có. 3 năm thì tại vì em nói lúc đó em đã trưởng thành rồi. Có nghĩa là cuộc sống em thật sự nó đã định hình hết rồi. Thì khi em thay đổi hình tượng như vậy, có ảnh hưởng gì đến công việc của em và những mối quan hệ xã hội của em không? Cái sự thay đổi đó thì cũng có thể là một phần lý do là em làm công việc tự do. Em quyết tâm là em lập nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp cho mình đó là từ năm 2017. Chứ không có làm cái công, trước đó thì em làm công việc văn phòng. Khi mà em đổi là coi như em đổi hết toàn bộ luôn. Dạ. Một cái môi trường làm việc mới luôn. Dạ đúng rồi. Cho môi nên trường làm việc nó khó khăn là khó khăn ở sự khởi đầu, còn đối với cả mối quan hệ nó không ảnh hưởng trong công việc. Dạ. Còn em thì sao? Ba mẹ mình đã biết về cái suy nghĩ của mình cũng như là cái việc mình đã xác định rõ cái mối quan hệ của mình với trong cái cộng đồng LGBT chưa? Em chỉ mới nói với mẹ em thôi. Mẹ em hiện giờ thì chưa đồng ý, nhưng mà em tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em. Em có mong muốn có một đứa con không? Có nguyện vọng để sinh con không? Dạ có chị, nếu như sau này kinh tế ổn định thì em mình muốn có một đứa con, hoặc là sinh nuôi, hoặc là em tự sinh. Em thì sao? Có muốn có con không? Dạ có ạ. Em cũng rất là thích có con, và em có một cái ý nghĩ là thứ nhất là em cần phải trao đổi với bạn đời của em về việc đó rất là cẩn thận. Mà em có ý nghĩ là một là mình có thể sinh con nuôi, hai là mình cũng có thể sinh tinh trùng để mà có con. Nếu hai bạn cùng lấy nhau, ở với nhau sinh tinh trùng thì ai sẽ là người đẻ? Dạ chắc là em. Chắc là nhà bạn muốn em thì theo xu hướng nam cho nên em thích được chăm sóc hơn. Giờ rủ bên đây trường hợp không, là tôi nói trường hợp ví dụ như bạn nữ về sức khỏe tình hình không thể được thì như em thì có thể sinh con được không? Theo em biết là cũng có thể. Mà em có uống thuốc gì mỗi ngày để mà nó thay đổi cái hormone trong người mình không? Dạ không. Có nghĩa là em chỉ thay đổi về tư duy, ngoại hình, tính cách, suy nghĩ thôi. Dạ. Chứ không có phải uống thuốc vô để mà này kia. Dạ em chưa. Em chưa dùng những đó. Nhưng mà nếu mà muốn dùng là cũng có phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thường thường các bạn nam mà muốn mà thành nữ là phải uống mỗi ngày đúng không? Em cũng biết một số bạn là khi mà muốn xu hướng thành nam thì cũng tiêm hoặc là không dùng hàng chưa? Dạ. Nhưng mà em thì chưa có ý định đó. Hiểu rồi đó. Thôi bây giờ mình nói một chút xíu về tính cách. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Nếu mà như mà mới gặp á thì mọi người bạn bè thấy kiểu như là hơi khó tính, khó gần xíu. Nhưng mà quen rồi thì lại kiểu là
cũng dễ gần, với lại nói nhiều. Thế còn mình? Em thì em coi có một cái điểm vừa là điểm mạnh mà cũng vừa một cái điểm hạn chế của em. Khoảng năm 2005 thì em có ra Hà Nội làm việc khoảng gần một năm. Và lúc đó là em nó có một cái cột mốc là em có một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn lưỡng cực. Và cái bệnh đó nó theo em nhiều năm tháng và nó cũng rối gây... Rối loạn lưỡng cực là sao? Nó là một dạng bệnh là liên quan đến sức khỏe tâm thần á chị. Thì lúc đó là em có một cái cú sốc là em rất là khao khát đi đạt được học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng mà lúc đó là em không có đạt được cái ước mơ đó của mình. Cho nên và lúc đó, thời điểm đó thì ở ngoài Hà Nội thì chỉ một mình á. Cho nên em lúc đó em không có đối diện được cái nỗi buồn của mình một cái là không, đại khái là một cú sốc. Bị rối loạn tâm lý. Dạ, thì cái bệnh đó, nó theo em nhiều năm. Thì nhưng mà em và mỗi nó cũng khá gây xáo trộn cái đời sống của em trong nhiều năm. Và đó cũng là một trong những lý do mà em một thời gian là em chưa muốn lập gia đình. Thì nhưng mà hiện giờ thì em đã vượt qua nó rồi. Và em cũng muốn là cái trong một cái tương lai á, mình có thể viết sách hay là làm một cái video gì đó để mình chia sẻ, mình truyền cảm hứng là những người như mình á, thì mình dám sống. Thứ nhất mình dám sống thật với giới tính của mình. Thứ hai là mình có một cái nỗi khó khăn trong cuộc sống về bệnh như vậy nhưng mình vẫn vượt qua. Em muốn tìm một cái người đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em muốn là bạn đó có một cái tố chất lãnh đạo và có thể làm chủ được. Làm chủ là vì em quan niệm là nếu mà muốn hạnh phúc thì đầu tiên là mình phải hạnh phúc trước, chứ không phải là người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên em cũng mong là hai người đều có thể, mỗi người đã là một thực thể hạnh phúc trước và đến với nhau. Và thứ hai là có sức học tập, ham thích học tập. Tại vì em bản thân em cũng rất là thích học, rất là thích phát triển bản thân. Lúc mà đi học sinh muốn khao khát học bổng đó là ngày xưa em giỏi về cái gì? Dạ, hồi đó là em học đại học sư phạm khoa Anh. Là giỏi tiếng Anh phải không? Dạ. Ước mơ không thành. Rồi còn em? Có ước mơ khác. Em mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn người đó phải nhiều tuổi hơn em xíu. Cho chị hỏi lại, nãy nói đây là bao nhiêu? Dạ, em 40. Sinh năm 79. Bữa nay sinh năm bao nhiêu? 90. 90, trời ơi, nhiều lắm, hơn nhiều lắm. Được không? Dạ được. Rồi sao nữa? Ý là người đó phải trưởng thành, phải có công việc ổn định, tự lập, với lại biết quan tâm, biết yêu thương, lo lắng cho gia đình. Chị nghĩ là hai bạn cũng có một số điểm tương đồng. Nhưng mà quan trọng mới nói thôi à, nhìn nhau mới là quan trọng nha. Đâu, trời ơi, tôi còn chưa nhận dạng cái luôn. Hình này là hình thời xưa đó hai em. Hình còn con gái đó hả? Trời ơi, chọn đi. Bây giờ khác như vậy rồi. Khó à. Em đoán là người này. Người đó, lý dạ. Do tại sao đoán người đó? Em cũng biết nữa nhưng mà cảm nhận nghe giọng nói dạ. Em đoán là người đó. Hay ha, bên đây nhận ra được cô đó chưa? Khó quá. Khó thiệt. Khó thiệt. Quá khó. Chỉ đại đi. Theo cảm tính. Cảm tính người này. Cô đã lý do sao chọn cổ? Dạ, em tự nhiên em cảm nhận là chắc là cũng mắt kính giống em đó. Mắt kính giống em hả? Rồi. Ok, bây giờ mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim nha. Để xem cái cảm tính của mình hôm nay đúng hay sai. Dạ. Rồi, tao, vậy mình xưng hô nhau bằng gì? Trong giới là mình kêu bằng anh em hay sao? Dạ, em xưng hô với mọi người vẫn xưng là anh. Rồi thì mình kêu anh em thôi, lớn hơn ta tới 11 tuổi lần đúng không? Tự tin lên. Mình tặng cho Vân món quà. Dạ, mình cảm ơn. Một sự khởi đầu và mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Đó là một cuốn sách. Ok, cảm ơn. Ý nghĩa gì của cuốn sách này? Dạ, giống như cái tên của cuốn sách đó. Lấy ra coi tên gì vậy em? Trời ơi, cổ tiết kiệm cũng nói luôn cái tên sách nữa nè. Mong gặp được một người như em. Mong gặp được một người như em. Rồi, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa này mở ra, em cảm nhận như thế nào? Hơi rung. Hơi rung, em? Em cũng hơi rung chút xíu. Hơi rung có nghĩa là cũng có thể có điện rồi đó. Để cho mình đo cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn. Thì bây giờ chị sẽ cho hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng. Mời hai em thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Ăn Kho nha. Trang trí rất là bắt mắt. Đây là món cá chẽm nướng dùng kèm với khoai tây bi, cải mầm, sốt chanh dây. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Lớn hơn ta nhiều đó, phải chủ động, phải ga lăng xíu ha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn chị. Mình cũng ly chào mừng ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Rung quá nhở.
Rồi mời em ha. Em làm công ty gì? Giờ em đang làm trong công ty giày á, ở Bình Dương. Em làm về bên bộ phận đế, kỹ thuật đế. Nhà em là ở Bình Dương luôn hả? Gia đình em là ở Nghệ An. Một mình em vô đây Bình Dương làm. Tại lúc trước có học ở Bình Dương xong rồi ở lại đây làm luôn. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà của với nam thì hai mối tình sâu đậm, còn với nữ thì một. Anh đã không ao với gia đình chưa? Câu rồi. Là gia đình có đồng ý không? Gia đình hiện giờ thì bố mẹ anh cũng thương anh á, cho nên là bố mẹ anh tôn trọng cái quyền quyết định của anh. Cuối tuần thì em hay đi đâu? Đi đâu chơi? Đi làm về rồi em mở phòng mà ít đi chơi lắm. Thì nếu như mà tới với nhau rồi anh có đồng ý chạy xe từ nơi đó xuống Bình Dương chơi không? Đương nhiên là kêu bằng yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thì nếu mà mình có thể làm đến với nhau thì cũng rất là sẵn sàng. Em thì rảnh vào cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là rảnh. Còn mấy ngày kia thì là đi làm. Em có một mục tiêu gì trong 3 năm tới không? Ý là muốn 1-2 năm nữa thì sẽ kết hôn. Nếu mà có điều kiện thì sau này sẽ sinh con, có một mấy nhà. Thì nếu mà mình đến với nhau thì có thể sẽ có rất là nhiều cái thử thách, thì em có sợ không? Thì đương nhiên là ai cũng phải trải qua rồi, quan trọng là mình cùng với ai thôi. Tao nãy giờ thấy bên đây nói không, bên đây im ru bà rù vậy cưng. Nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Hơi chị. Vấn đề của hai bạn là đang ở xa nhau, em đến giải quyết trường hợp đó như thế, cái vấn đề đó như thế nào? Trước mắt thì hình Bình Dương với Sài Gòn thì em thấy cũng đâu có xa đâu. Rồi cỡ 40-50 cây thôi. Rồi sau đó thì em nghĩ là về công việc thì khi mà hiểu nhau hơn thì có thể có những sự sắp xếp tốt hơn. Bao nhiêu lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nói chuyện với Vân thì biết là bạn rảnh cuối tuần. Thì em cũng có thể sắp xếp để mà cuối tuần gặp được. Được không em? Dạ được. Như vậy yêu xa thì cố gắng mà mình sắp xếp, nếu mà gọn gọn lẹ lẹ thì mình về chung cho nó lẹ, đỡ phải đi lại nó cực. Thì cái đó ăn thua em thôi. Đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ khả năng thì được thôi. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với lại hai người bạn của em, hai người bạn ở cùng nhà mà cũng như là thành viên gia đình của em vậy. Còn em đi với ai? Dạ em đi mình chị. Đi một mình. Rồi mời gia đình của bên họ nhà trai vào đây. Rồi chào hai em. Dạ em tên là Thúy Hằng và em ở chung nhà với lại yêu thương. Còn em? Dạ em tên là Trung Tính, em ở chung nhà với chị. Nhưng mà mối quan hệ là như thế nào? Rồi hai bạn là sao với nhau? Ba người là bạn với nhau hết hay là như thế nào? Dạ cũng không có phải là anh em ruột thịt gì hết. Học chung một môi trường xong rồi ở chung với nhau và cảm giác là rất là thân thích, giống như là anh em ruột thịt vậy đó. Hai bạn có trong cộng đồng LGBT chung với yêu thương không? Dạ không, em là mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa. Dạ. Còn em? Dạ không luôn. Em còn học đại học. Còn học đại học. Dạ. Giới tính rõ ràng. Dạ. Hay là cũng vậy? Dạ bình thường. Bình thường, cái bình thường là bình thường mà cuối xuống tôi cũng nghi ngờ lắm. Rồi thế bây giờ hôm nay đến đây lắng nghe câu chuyện của hai bạn này nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh yêu thương và chị Vân có nhiều điểm tương đồng với nhau á. Cảm thấy chị rất là xinh gái. Dạ. Và em có một cái câu muốn nói với chị là chọn đúng ái nhân thì hạnh phúc cả đời. Nên là ai chị muốn hạnh phúc cả đời thì hãy chọn yêu thương. Trời ơi. Cái này chắc cũng có hối lộ trước khi lên ghi hình nè. Còn em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị đẹp, hiền. So với anh yêu thương thì như thế nào? Thì em thấy anh Thương là một người tự tin hơn. Và nói chung là anh có bản lĩnh hơn, với chị hiền thì hai người rất là hợp. Nói chung là hôm nay đến đây là mình chúc phúc, mình cảm thấy cặp đôi này có bấm nút được hay không. Một câu cuối cùng dành cho yêu thương để cho anh ấy có thêm động lực. Tiến tới luôn đi anh, gia đình ủng hộ anh. Được phải không? Rồi cảm ơn hai em. Dạ, nha. Chị sẽ bơm vô cho coi được. Dạ. Không? Nhưng mà vấn đề cũng là do hai bạn này thôi, mình đâu có làm được gì. Bây giờ mình chơi trò chơi của chương trình ha. Mọi người bóc lá đi nè. Hôn đối phương, cả hai cùng cảm nhận. Mời em bước qua bên đó. Thật xinh xỏ đã nè. Cho anh hôn em được không? Chắc không. Má đi. Cho phép ha. Dạ.
Thương cho phép há nữa. Rồi giờ đứng đó luôn đi nè. Cả hai cùng nói cảm nhận. Nói chung cũng nhìn cổ. Dạ cảm ơn em cho anh cho phép anh hôn em hôm nay. Và thì cũng cảm thấy hơi run nhưng mà rất là vui và mong là có thể được tiến tới trở thành bạn và tiến tới với em. Thế là bên đây cũng rất vui vì gặp được anh. Em cũng mong là nếu mà có cơ hội thì hai người có thể tìm hiểu về sau này được nữa thì tiến tới hôn nhân luôn. Hay quá. Rồi mời em chuyển cái thân của bạn gái cho bạn gái. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Trước sóng truyền hình, bạn nữ hãy come out với bố. Nếu bố không chấp nhận tình yêu này thì bạn sẽ làm gì? Chưa có come out với gia đình, em chỉ mới nói với mẹ thôi. Còn bố thì em cũng chưa có nói. Nên là bên đây sẵn có chương trình rồi, em cũng nói với bố với lại anh chị với lại gia đình em luôn. Là bây giờ con quyết định như vậy rồi, con cũng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui á chị. Nhưng mà nếu như bố em không đồng ý thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em mong là thời gian rồi ba mẹ sẽ hiểu. Dù sau này em không có, em có lập gia đình thì em cũng sẽ kiếm một người như vậy. Còn không thì em cũng sẽ ở một mình. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì em nên nói một lời hứa hẹn, một lời cam đoan gì đó về cuộc sống của mình để ba mẹ yên tâm rằng là dù mình có chọn như thế nào thì cuộc đời của mình vẫn sẽ hạnh phúc. Ba mẹ sẽ hiểu, tại vì bây giờ con cũng lớn rồi, con muốn sau này á là con hứa sau này con sẽ sống tốt, cố gắng làm việc và có thể chăm lo được cho gia đình. Rồi thôi như vậy được rồi. Về chỗ đi em. Nếu mà nói về tâm lý thì không có ba mẹ nào mà không bị sốc khi mà đột ngột đứa con mình nuôi bao nhiêu khôn lớn mà lại có những cái thay đổi cái giới tính đột ngột như vậy. Thì thật sự tụi em muốn ba mẹ hiểu mình thì tụi em cũng phải dành cho thời gian cho ba mẹ để ba mẹ có thể dễ chấp nhận cái điều đó. Và tụi em phải hiểu một cách sâu sắc rằng là rất khó để chấp nhận. Khi tụi em có con cái rồi tụi em mới hiểu. Cho nên là mình cũng phải kiên trì. Thì chị tin rằng rồi nước mắt chảy xuôi. Bây giờ có thể ba mẹ em chưa đồng ý, nhưng mà một thời gian nào đó cũng không ai bỏ con cái mình cả, rồi cũng sẽ ôm những đứa con vào lòng. Thì đó là nỗi lòng của ba mẹ. Chứ còn thật sự tụi em muốn come out mà được gia đình đồng ý ngay thì thật sự rất là khó. Rồi bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em gái qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nè. Mình đã bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Đây, chị gửi tặng cho cưng món quà làm đẹp của chương trình nè. Yeah. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim nè. Dạ, yeah, em cảm ơn chị. Gái đi xem phim trước khi đi về quê. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Và cũng xin chúc mừng cộng đồng LGBT đã có những con người rất là can đảm ha. Dám yêu, dám nghĩ và dám làm. Chúng ta cứ mạnh dạn lên. Bởi vì cuộc đời này là của chúng ta. Quyền lựa chọn là của mình. Khi mình đưa ra quyết định gì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Để sau này không có gì nói ân hận hết quý vị nhé.